Trong thời đại công nghệ phát triển vượt bậc như hiện nay thì có một khái niệm mà khá mới mẻ, đó là có nhiều doanh nghiệp sinh ra đã là doanh nghiệp toàn cầu nhờ vào sự kết nối rộng khắp mà công nghệ mang đến. Doanh nghiệp Việt Nam cũng có thể là những doanh nghiệp như vậy, đặc biệt là các startups. Cùng với đó thì những thách thức thuận lợi của doanh nghiệp Việt Nam trong thời kinh tế số đã được các chuyên gia trao đổi tại Diễn đàn Khởi nghiệp Toàn cầu Tương lai Kinh tế số Việt Nam vừa được Đại học RMIT tổ chức mới đây. Việt Nam là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới và đang dần thay đổi vị thế trong trật tự kinh tế toàn cầu. Các doanh nghiệp Việt Nam đang gia nhập vào nền kinh tế số đổi mới và đột phá toàn cầu, dự đoán trị giá 11,5 ngàn tỷ đô trên phạm vi toàn thế giới. Các công ty này ngay lập tức có thể làm việc với khách hàng, nhà cung cấp quốc tế và các đối tác khác. Những doanh nghiệp này sinh ra đã là doanh nghiệp khởi nghiệp toàn cầu. Tại Diễn đàn Khởi nghiệp Toàn cầu Tương lai Kinh tế số Việt Nam, vừa được Đại học RMIT tổ chức mới đây, Tiến sĩ Nguyễn Quân, Nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã chia sẻ về các động thái cần thiết từ phía chính phủ nhằm nuôi dưỡng và phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp toàn cầu tại Việt Nam. Có thể nói là trong trào lưu khởi nghiệp, thì chính phủ cũng đã sớm có những cái chỉ đạo rất là quan trọng. Thì chúng tôi được biết là chính phủ cũng đã chỉ đạo làm sao để đào tạo cái nguồn nhân lực chất lượng cao về công nghệ thông tin, phục vụ cho cái công cuộc chuyển đổi số. Chính phủ cũng đã giao cho Bộ Thông tin Truyền thông xây dựng cái đề án về chuyển đổi số quốc gia để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành vào cuối năm nay. Và trong cái đề án đó thì công nghệ thông tin, an ninh mạng cũng như là vấn đề chuyển đổi số cho cả cơ quan nhà nước cũng như là doanh nghiệp thì được đặt làm trọng tâm. Và cái lộ trình để chúng ta hoàn thành cái chuyển đổi số cho doanh nghiệp và chuyển đổi số của quốc gia thì chắc là trong khoảng từ nay đến năm 2030, về cơ bản là các doanh nghiệp đã phải chuyển đổi số toàn bộ hoạt động của mình. Các cơ quan nhà nước cũng phải hoàn thành cái việc chuyển đổi số dưới cái hình thức như chúng ta vẫn thường gọi là chính phủ điện tử. Để cho tới khoảng 2030 thì về Việt Nam chúng ta về cơ bản là trở thành một quốc gia số. Cũng theo ông Stephen Wyatt, tổng giám đốc JLL, thì Việt Nam tuy chỉ biết PropTech, nhưng đây cũng là một lĩnh vực startup hoàn toàn mới và rất tiềm năng. PropTech hay việc áp dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực bất động sản đã được sử dụng rất nhiều ở các nước phát triển. Hàng năm JLL đầu tư 200 đến 300 triệu đô la vào các ứng dụng công nghệ thông tin vì chúng tôi thấy các hoạt động trong lĩnh vực bất động sản còn khá truyền thống. Áp dụng công nghệ thông tin sẽ giúp khách hàng của chúng tôi tiếp cận với nhiều thông tin và thực hiện giao dịch nhanh chóng hơn rất nhiều. Được biết, hiện có khá nhiều các startup trẻ của Việt Nam đã tham gia tạo ra các sản phẩm PropTech, hứa hẹn rất nhiều tiềm năng. Nói về những thách thức mà doanh nghiệp khởi nghiệp toàn cầu thường đối mặt cũng như các giải pháp, các chuyên gia cũng chia sẻ. Nếu mà chúng ta nhìn toàn cảnh về việc là những yếu tố nào sẽ ảnh hưởng tới sự thành công của một startup thì nó bao gồm các yếu tố, thứ nhất là nội tại của cái startup đấy. Cái thứ hai nó sẽ là hệ sinh thái và thứ ba sẽ là cái thị trường. Thì đối với cả ba yếu tố đấy thì ở Việt Nam các startup sẽ gặp nhiều thử thách, rất nhiều thử thách. Thứ nhất là tôi nói về cái nội tại, cái nội lực nội tại. Thì việc là các bạn có kinh nghiệm về làm startup nó cũng chỉ trong vòng cái thời gian gần đây thôi, cái phong trào này mới nổi lên. Thì có thể là hoặc là các bạn rất là bay bổng hoặc là các bạn rất là thiếu kinh nghiệm để mà làm cho một cái startup nó tồn tại và lớn lên. Song song đấy thì việc startup có thể tạo được niềm tin và thu hút được những người có tài về làm cho mình, đó là cái khó khăn thứ hai. Cái thứ hai là về hệ sinh thái. Hệ sinh thái đầu tiên mình phải nói về chính sách của nhà nước về hỗ trợ cho tất cả những chính sách để hỗ trợ cho startup về nguồn vốn, về cách là khuyến khích những nhà đầu tư vào startup. Thì cái đó là một trong những cái điểm mà những startup ở những cái thị trường mà đã phát triển rồi thì nó sẽ có cái khung pháp lý rồi những cái chương trình rất là tốt. Còn ở Việt Nam thì sẽ bị hạn chế hơn. Và cuối cùng hết là thị trường. Những doanh nghiệp là những thị trường lớn nhất cho startup. Nếu mà doanh nghiệp mà tin tưởng vào startup thì chắc chắn startup sẽ có cái thị trường rất là lớn. Vì rất nhiều những cái bài toán bây giờ của những doanh nghiệp lớn là họ đang tự thuê người rồi tuyển người và tự giải quyết, trong khi những cái startup có thể làm cái bài toán, giải cái bài toán đó cho nhiều doanh nghiệp cùng một lúc. Ví dụ như những bài toán về e-payment, những bài toán liên quan đến phân phối hoặc là kiểm tra những cái hoạt động liên quan tới ERP hoặc CRM của những công ty. Thì như vậy chúng ta thấy là cả ba yếu tố đều tạo nên một cái thách thức rất là lớn cho cộng đồng khởi nghiệp ở Việt Nam. Về nguồn nhân lực, thực ra mà nói thì các chuyên gia khác cũng đã trao đổi thì có rất nhiều yếu tố, nhưng mà con người vẫn là rất là quan trọng. Thì RMIT
không đi ngoài nguồn máy đó. Hiện tại về blockchain của RMIT toàn cầu đó, cơ sở chính bên Melbourne đó, là đứng top 3 của thế giới về cái nghiên cứu. Và bên mình, hiện tại RMIT Việt Nam cũng đã launch rất nhiều cái chương trình để đào tạo, chuẩn bị nhân lực. Ví dụ như là Digital Marketing, mình chuẩn bị có Digital Business và mình có Analytics. Những cái ngành đó là để chuẩn bị cho các cái xu thế lớn của nền kinh tế số.